Alo mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Lòng Chim Minh Đông Ích ha. Bữa giờ thì mình lu bu quá, bận quá cho nên cũng ít quay video và clip đăng lên cho mọi người tham khảo mẫu ha. Thì bữa nay sẵn vừa mới xong một cặp lòng to nhất từ trước đến giờ làm ha. Bự nhất, cao nhất, lòng chè lửa nha mọi người. Này nuôi đuôi 30 còn ok ha. Thì giờ mình quay clip ngắn đăng lên để mọi người tham khảo mẫu lòng siêu to khổng lồ này ha. Cặp này đường kính của nó 70 mấy lận nha mọi người, 73. Còn cái chiều cao của nó là nếu mà cả chân nữa là nó gần 1 mét đó mọi người, rất là lớn ha. Cực kỳ hoành tráng luôn ha. Full che già, một cây là chạm hoa chanh, tan chân, mặt mung, mung sừng. Còn một cây là full che, chạm hoa chanh, chạm tan. Ốc thì những cái lòng này thì phải chơi móc tàu thì mới chịu nổi ha. Móc tàu, móc đồng, nằm, cây này là cây độ mung ha. Chao, nóc thì phải nóc đôi, nóc đôi mới chịu nổi cái này. Đây là phần bờ gối cầu cống bằng gỗ mung sần nha mọi người, full. Chân, ba chân thì chạm hoa chanh. Mặt hổ phù, tan trơn, chè rất là già, đẹp. Đây là mặt trước. Những cái này là size là cực kỳ to rồi ha, à, gọi là max size rồi đó. À, mọi người mà thích làm cái mẫu này mà form nhỏ hơn, nhỏ từ chim hút mật ống mít cho tới chè lửa khủng cái này ha, từ size 22 cho tới 72 ha. Thì bên mình vẫn nhận là rất là nhiều mẫu đẹp, mọi người cần thì cứ tham khảo thử nha. Đây này là cái full che. Chân chạm, tan chạm, hoa chanh. Full hoa chanh, đây là phần bờ. Cực kỳ đẹp ha, thì mọi người cần phải nhắn trực tiếp cho mình. Rồi, website minhdongmich.com, fanpage là lòng chim Minh Đông Mích. Hôm nay mình giới thiệu cho mọi người một cây cặp lòng chè lửa siêu to, siêu bự ha. Hàng khủng để anh em chơi đuôi dài ngoài 30 ha. Lòng rất là đẹp luôn và đang có sẵn tại lòng chim Minh Đông Mích. Thì nếu mọi người cần thì nhắn trực tiếp cho mình ha. Website minhdongmich.com và fanpage là lòng chim Minh Đông Mích. Rồi, ngoài hai mẫu này ra bên mình còn khoảng mười mấy 20 mẫu nữa. Mọi người cần mẫu nào thì cứ đặt ha. Rồi mình sẽ báo chi tiết cho mọi người. Rồi ok thì mọi người đọc mình làm ha. Rồi xin cảm ơn và hẹn gặp lại.